các bạn nha, hello các bạn nha. Bữa nay mình làm cái cúp bô của xe ông lắp cho xe máy và xe du lịch cũng vẫn được nha các bạn. Đó, nó đóng nó mở rồi, các bạn thấy không nè. Đóng mở rất là nhẹ nhàng. Đó. Nếu như mà mình gắn xe du lịch đó thì mình sử dụng motor nha các bạn. Còn mà mình ví dụ như mà mình gắn xe Honda thì mình xài một cái bô e. Cái e của Honda đó. Mình lấy cái xe Honda, cái e Honda mình kéo nha. Còn cái này mình gắn du lịch thì mình xài motor, mình bấm nút bấm điện on off nha bà con. Đó, đây là cái bô của mình làm ngày hôm qua. Ngày hôm qua làm không có rảnh mà quay. Bây giờ đó mình tiếp tục mình chế thêm một cái dòng này cho nó đẹp đẹp á. Xong mình chạy ra mình kế mình sơn ha. Chết ra cái mình sơn. Bây giờ nó mình đóng mở nha, đóng mở rất là nhẹ nhàng bà con thấy không? Đó. Đó, đóng mở rất là nhẹ nhàng. Đó, chống ha. Gắn cho xe 4 bánh, xe 2 bánh vẫn được nha. Nên mình gắn 2 bánh là mình nổ bành bành luôn á, còn 4 bánh thì nổ thanh. Đó. Chế cái cúp bô ha. Như xe Honda thì mình gắn vô cái bộ e, mình kéo bộ e nha bà con. Còn du lịch đó thì mình xài cái motor. Mình gắn cái motor vô đây, vô trong cái cần này nè. Cái nó mình quay thôi. Motor gạt nước nè, motor gạt kiến nè. Motor kiến lên kiến xuống á, mình chế nha bà con. Đó. Thì mình cứ chế nó miễn sao mà nó kéo được thôi. Rồi, chào anh em nha. Để mình hàn cái đầu với lại cái đít nữa, cái mình chà mình sơn nha. Để mình lắp vô xe luôn nha bà con.
Xong hoàn thiện nha anh em là có nhu cầu tới em lắp cho nha, em lắp giá rẻ thôi, đó, bao nổ luôn nha, bao nổ còn hơn là pháo binh luôn, đó các bạn thấy không? Bây giờ chỉ cần bỏ gắn vô xe nữa thôi, dứt cái motor vô nữa là lầm, đó là đóng rồi nè, thấy không? Đóng mở là nó nổ luôn. Bảo đảm công an nó bắt liền. Đó, thấy chưa? Đó. Quá độc. Rồi thôi xong rồi, xin chào các anh chị nha. Anh em anh chị nào có nhu cầu tới lắp em lắp cho, bao nổ em bao nổ nha. Đi khoảng cây số là công an nghe liền nha, về bà con của bác.